Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Lở đất, vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước mưa lũ liên tục. Các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích hôm qua, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do là đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, tấn công 3 ngôi làng vào sáng ngày qua. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người đã mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở đồi núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi làng khác bị hư hại. Cảnh quay trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nay đã ngập trong bùn. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận lũ lụt liên tục từ tháng 6 đến nay, gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở đất khác vào sáng sớm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi làng và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi Săn Khánh cũng phải đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải bật lộn để đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền đông của Trung Quốc là Chiết Giang vào sáng nay đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tử Đường. Giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ dự báo sẽ còn tiếp diễn. Đến 19 giờ ngày hôm qua, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2021. Hồ chứa lớn nhất miền đông Trung Quốc vào sáng nay đã vận hành đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết, mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng 6 tới nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam và trong lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 1,21 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ. Giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Dương vào chiều qua đã làm vỡ hơn 200m đê ở phía bắc của hồ Định Hồng, huyện Vĩnh Tu, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông đại lục, cơ quan phòng chống bão huyện Vĩnh Tu cho biết, khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích lên đến 41 km², đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con đê bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê là rất khó khăn, những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy, những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ động đỉnh tốn rất nhiều vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn và làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hỏng do vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao, ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt quá mức đỉnh lũ. Trong thảm họa năm 1998 và năm 2020 đã phá vỡ kỷ lục lũ trong trận lịch sử của Hồ Động Đình vào tháng 6 năm 2022. Tình hình lũ lụt cũng rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt Hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ đầu tháng 6 đến nay, mưa lũ đã xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và vùng Hạ Du sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây, Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Một số khu vực sẽ có mưa đá to.
truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Du sông Dương Tử sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở chui vào những chỗ trống. Tổng cộng có 17 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt mức lũ lụt vào mùa hè năm 2020. Trong khi mưa lũ và bão, gió đang tàn phá đại lục thì chính quyền nước này không quan tâm, tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Trung Quốc ngấm đòn biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, trận lũ nghìn năm có một khiến người dân Trung Quốc cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hậu quả từ cuộc khủng hoảng khí hậu. Khoảng 17 giờ hôm qua, khi mưa lớn không ngừng trút xuống tòa chung cư của Giang ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cô xuống siêu thị mua đồ ăn tích trữ. Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện rau và bánh mì hết sạch, còn dòng người xếp hàng trong siêu thị dài hơn 100 mét. Giang, nhà nghiên cứu về chính sách khí hậu, quyết định lái xe ra ngoài để giúp đỡ vài người thân mắc mưa không về nhà được. Nhưng Giang nhận thấy điều bất thường khi nhiều tài xế bắt đầu bỏ xe lại trên đường. Dự cảm về điều không hay, Giang quay đầu xe. Dù có hiểu biết về biến đổi khí hậu, tôi cũng không nhận thức được đầy đủ rằng thiên tai do biến đổi khí hậu có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nữa là những người không phải chuyên gia về biến đổi khí hậu hay quan chức, người phụ nữ 32 tuổi nói. Chính quyền Trung Quốc dường như cũng bất ngờ không kém trước trận lụt nghìn năm có một này. Mưa lớn và lũ lụt tuần qua khiến ít nhất 63 người tại Hà Nam thiệt mạng. Hà Nam là tỉnh chủ yếu phát triển nông nghiệp và đông dân nhất Trung Quốc. Mưa lũ ảnh hưởng tới hơn 11 triệu người, trong đó nhiều người ở thủ phủ Trịnh Châu, ước tính thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ đô la. Sau lũ, mặt đường xuất hiện nhiều hố sụt, làm dấy lên lo ngại về chất lượng xây dựng cũng như câu hỏi về khả năng ứng phó thiên tai của Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Hà Nam tuyên bố đã ban hành cảnh báo mức cao nhất trước khi mưa lớn kỷ lục trút xuống. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó khẩn cấp cho những tình huống thế này. Theo Chen Xiaotao, thành viên Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai, ví dụ, sau khi cảnh báo được đưa ra, chúng ta cần dừng hoạt động làm việc và sản xuất trong trường hợp nào? Các ban ngành chính quyền khác nhau nên phối hợp ra sao? Làm thế nào để phân bổ các nguồn hỗ trợ thiên tai? Ứng phó khẩn cấp trong thực tế cần làm gì? Chen nói, truyền thông và người dân Trung Quốc bắt đầu thảo luận về vai trò của biến đổi khí hậu trong thảm họa lũ lụt ở Hà Nam, đề nghị chính phủ chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp về khí hậu trong tương lai. Không lâu sau trận mưa nghìn năm có một tại Hà Nam, truyền thông quốc gia bắt đầu đăng nhiều bài viết đặt câu hỏi liệu lũ lụt và những thảm họa gần đây trên thế giới có liên quan tới khủng hoảng khí hậu không? Khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra cùng lúc tại nhiều nơi trên thế giới, điểm chung của chúng là gì? Một số cơ quan truyền thông nhà nước, bao gồm Xinhua và website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đặt câu hỏi hôm qua, chúng ta có thể làm gì khi đối mặt thiên tai tương tự? Bài viết dẫn lời Peter Zita Ala, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới. Nếu không có biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ không thể chứng kiến mức nhiệt cao như vậy ở Canada và bờ biển phía tây nước Mỹ. Đây là minh chứng rõ ràng về biến đổi khí hậu. Ngày tiếp theo, Jie Xiao Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia, cho hay lượng mưa lớn tại Hà Nam xảy ra trong bối cảnh trái đất nóng lên. Năm nay, dù ở Trung Quốc hay khu vực khác trên thế giới, tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan đều liên quan mật thiết tới sự nóng lên toàn cầu. Ông nói, đây không phải lần đầu tiên nói về nguy cơ của khủng hoảng khí hậu. Mùa hè năm ngoái, ông nói với đài truyền hình quốc gia CCTV rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn ở Trung Quốc do hiện tượng nóng lên toàn cầu, điều khiến quốc gia này rất dễ tổn thương. Nhận thức về biến đổi khí hậu ngày càng tăng ở Trung Quốc trong thập kỷ qua, một phần do Bắc Kinh tham gia vào những sáng kiến quốc tế quan trọng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong khảo sát do Trung tâm Truyền thông về biến đổi khí hậu Trung Quốc thực hiện năm 2012, 55% người được hỏi nói rằng khủng hoảng khí hậu phần lớn do con người gây ra. 5 năm sau, 75,2% người được hỏi cho hay bản thân đã trải qua tác động của tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và gần 80% bày tỏ lo ngại về tác động của nó. Với Giang, trận lũ tuần trước và con số tử vong mà nó gây ra là lời nhắc nhở rằng tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ có thể được giảm thiểu nếu có một cơ chế ứng phó khẩn cấp tốt hơn cùng sự đồng thuận của người dân. Tăng cường kiến thức của người dân về khủng hoảng khí hậu cực kỳ cần thiết. Chúng ta không thể chờ tới khi nước đến chân mới nhảy. Giang nói, không thể chờ tới khi nước đến chân mới nhảy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần video này để chúng tôi